Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi lại tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chiếc xe Toyota Vios các bạn nhé. Đấy, thì các bạn xem ở cái hàng đầu tiên mà tôi để ở đây ạ. Ba chiếc xe Vios luôn, khác đời nhau, khác màu nhau các bạn nhé. Chiếc xe mà ngày hôm nay tôi đang giới thiệu đến quý vị và các bạn đây ạ là chiếc xe Toyota Vios phiên bản E MT các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản MT, tức là phiên bản số sàn các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, lăn bánh hơn 6 vạn km và chiếc xe này đăng ký từ năm 2018 các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, phiên bản này là Toyota Vios E 2018 này, lăn bánh hơn 6 vạn, màu trắng, rất là mới, rất là đẹp rồi các bạn ạ. Phiên bản E các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 346 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2018 này, thế liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cả chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Hoặc quý vị và các bạn có thể tham khảo những chiếc xe khác tại cửa hàng chúng tôi. Đấy, chiếc xe này là 2018 luôn các bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, sản xuất tại Toyota Việt Nam. Đấy, sản xuất và lắp ráp bởi Toyota Việt Nam tại Vĩnh Phúc các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì đã được chủ xe lên sẵn nội thất da màu kem, đi với cùng tông màu của chiếc xe các bạn nhé. Tông màu của chiếc xe này là nội thất màu kem, nguyên bản là ghế nỉ màu kem, cho nên là chủ xe cũng đã làm ghế da màu kem rồi. Toàn bộ vô lăng, cần số này, đấy, đều rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và cái nội thất màu kem này rất là sang, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, ghế da màu kem này rất đẹp này, trần cũng màu kem luôn, rất sạch, rất đẹp luôn ạ. Vì chiếc xe này lăn bánh hơn 6 vạn km thôi, rất là mới luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Toyota Vios E 2018 này, chúng tôi đang bán với giá là 346 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2018 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Đây là cái phần nội thất phía sau của chiếc xe các bạn nhé. Phần nội thất phía sau này cũng còn rất là mới, rất là đẹp. Và mở cánh cửa ra chúng ta đã nhìn thấy một màu kem rất là đẹp, rất là sáng luôn các bạn nhé. Đấy, và cái ghế da này thì chủ xe cũng đã lên sẵn từ lúc mua xe rồi, cho nên là đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Không có gì để bàn về chiếc xe này nữa, chúng ta chỉ có bàn về giá thôi. Quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu thì hãy nhanh tay gọi ngay cho số hotline của ô tô 360 chúng tôi đấy ạ, quý bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem toàn bộ từ những cái phần keo chỉ cốp sau này. Đấy, tất cả về những cái phần cốp sau này còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là toàn bộ keo chỉ này, cốp sau này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, đến những cái phần nỉ ở trong cái cốp sau này, đấy, nỉ thành này, nỉ dưới lót cốp đều rất là mới đây các bạn xem này.
Đấy, 2018, sau 5 năm sử dụng rồi mà còn mới còn đẹp như này đấy ạ. Lớp xưa cua cũng còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là chiếc xe còn rất đẹp luôn ạ. Và ở những chiếc xe Toyota nói chung và những chiếc xe Vios nói riêng, nói chung là những chiếc xe đến từ đất nước Nhật Bản đều rất đẹp và máy móc đều rất là bền các bạn nhé. Đấy, những chiếc xe này đều rất bền luôn các bạn ạ. Đấy, đèn hậu này chưa có bị đâm va gì cả cho nên là rất là đẹp. Lốp cũng còn rất là dày luôn các bạn nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, toàn bộ chiếc xe này phải nói là đẹp đều xe đấy các bạn nhé, 2018. Mà chất lượng không khác gì những chiếc xe 20 các bạn nhé. Đấy, đều rất đẹp, màu trắng ngọc trinh. Lốp còn rất dày luôn này. Đấy, hôm nay thì thời tiết nó đang mưa cho nên là chúng tôi cũng chưa có lau xe được, chưa có dọn xe được, cho nên là hơi bẩn, nhìn thì nó hơi bẩn, hơi ướt này tí thôi. Đấy, nhưng chiếc xe này cơ bản là nó rất đẹp rồi các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái capo này lên cho quý bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios 2018 này là một cái khối động cơ xăng đua VVTi. Đấy, rất là thông minh, rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Và điều mà chúng tôi muốn cho quý vị và các bạn xem ở cái phần động cơ này là nó còn nguyên bản. Nguyên bản từng con ốc, không những còn nguyên bản và còn rất là mới các bạn nhé. Mới từ những cái phần ốc cabo cũng còn nguyên bản này. Ốc tai, ốc xương đầu các thứ là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả ở cái phần đầu này các bạn nhé. Đấy, những cái phần ốc này còn nguyên bản và còn rất là đẹp các bạn nhé. Quý vị, quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên với kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.